Xin chào tất cả anh chị em đang theo dõi kênh của Khanh. Hôm nay Khanh lại cập nhật cho gia đình mình chương trình và chính sách khuyến mãi của chiếc Hyundai Tucson nói chung, bao gồm có turbo, dầu đặc biệt và bản tiêu chuẩn. Các bảng giá của chiếc Hyundai Tucson thì gia đình mình có thể coi phía góc bên phải màn hình. Đây là giá niêm yết của bên Khanh. Giá niêm yết chưa bao gồm chương trình ưu đãi và giảm giá. Hôm nay Khanh sẽ chia sẻ cụ thể các chương trình của bên Khanh dành cho những khách hàng đang có hộ khẩu lăn bánh tại địa phương của Khanh, đó là Long An. Rồi chi tiết mời gia đình mình xem trong video giúp giùm Khanh nha. Trước hết Khanh xin phép chia sẻ, thời điểm này cho dù mình đã chích ngừa hay chưa chích ngừa, chích mũi 1 hay mũi 2 thì luôn phải dùng những chiếc khẩu trang đạt chuẩn có chuẩn lọc 0.3 micromet để giữ sức khỏe của mình, mới lọc được những con virus có kích thước 0.3. Nếu mà mình liên tục sử dụng những chiếc khẩu trang 2.5 micromet thì virus sẽ dễ dàng xâm nhập vào người. Thành ra Khanh luôn nhắc quý anh chị phải luôn bảo vệ chính mình bằng những chiếc khẩu trang. Thì các chiếc khẩu trang của bên Khanh bán ra đều có chuẩn lọc 0.3 micromet. Gia đình mình có thể mua tại Lazada, Shopee, link trong phần mô tả. Khẩu trang N95 Khanh đang đeo với giá là 200.000 một hộp 20 cái. Nếu gia đình mình cảm thấy cái khẩu trang của Khanh đang đeo chi phí nó hơi cao thì mình có thể chọn khẩu trang y tế của bên Khanh với giá chỉ 35.000 một hộp 50 cái, link trong phần mô tả. Gia đình mình mua khẩu trang của bên Khanh nhớ đặt mã Khanh Honda sẽ được giảm thêm 10.000. Đó là những cái chia sẻ của Khanh về những chiếc khẩu trang của bên Khanh bán, link trong phần mô tả nha. Rồi bây giờ Khanh đi lại câu chuyện chính của Khanh với gia đình mình, đó là Khanh chia sẻ thông tin khuyến mãi về cái chiếc Hyundai Tucson. Đối với một chiếc ô tô gia đình mình mua sẽ có đóng thuế trước bạ, thì thông tin giảm thuế trước bạ của mình đã cận kề rồi, dùng từ là đã rất là cận kề. Gia đình mình mua tại thời điểm này, đại lý sẽ hỗ trợ thêm 50% trước bạ còn lại nữa, coi như gia đình mình sẽ được tặng hoàn toàn 100% thuế trước bạ. Thì khi gia đình mình lăn bánh tại địa phương của Khanh chỉ đóng có tiền biển số 1 triệu thôi các bạn. Rồi các chi phí đăng ký khác thì nó chỉ khoảng là vài triệu đồng là các bạn đã có thể lăn bánh được rồi. Ngoài ra khi quý anh chị mua xe tại chỗ Khanh còn sẽ được tặng thêm các trang bị Khanh sẽ đọc trong video này. Những anh chị cảm thấy những trang bị Khanh chia sẻ không phù hợp mà muốn quy ra hết tiền mặt, bên Khanh sẵn sàng hỗ trợ cho mình quy ra tiền mặt, hoặc quy ra từng phần lấy một số món thôi, phần còn lại quy ra hết tiền mặt cho anh chị. Dạ được thôi, bên Khanh hoàn toàn sẽ hỗ trợ cho mình. Mọi chi tiết gia đình mình liên hệ số hotline 0788 555 444, bên Khanh sẽ tư vấn và giải đáp thêm nha. Các video của Khanh chia sẻ nếu gia đình mình cảm thấy hữu ích, đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất. Rồi đối với chiếc Hyundai Tucson, như gia đình mình đã biết rồi, đây là phần cụm đèn của xe. Cụm đèn của xe được trang bị là cụm đèn LED, đi ban đêm rất là sáng, rất là bám đường. Về phần cụm đèn Hyundai Tucson không cần phải nâng cấp thêm. Nhưng đối với một số anh chị có nhu cầu cao hơn thì mình sẽ chọn thêm phần đèn gầm giúp cho đi ban đêm soi cái phần đường trước mặt xe sáng hơn rất là nhiều. Ngoài ra do cái ánh sáng LED, thành ra gia đình mình đi ban đêm vào những cái thời điểm thời tiết nó hơi tối và có nước trên mặt đường thì nó sẽ không bám đường, thì cái đèn gầm nó sẽ giúp cho mình phát huy tác dụng. Đối với Hyundai Tucson, đây là một chiếc xe mũi dài, thì gia đình mình có thể nâng cấp thêm những tính năng giống như là cảm biến góc ở phía trước. Bên Khanh sẽ tặng cho gia đình mình trong chương trình khuyến mãi của bên Khanh để cho gia đình mình có thể có những cái lái xe tự tin hơn, an toàn hơn rất là nhiều. Về phần bộ mâm, đây là bộ mâm 19 inch. Đây, gia đình mình coi bộ mâm 19 inch của chiếc Hyundai Tucson nha. Rồi, đối với cái xe của mình thì thiếu đi cái phần cảm biến áp suất lốp, thì gia đình mình có thể chọn trong chương trình của Khanh tặng cảm biến áp suất lốp. Đây, tặng cảm biến áp suất lốp bên Khanh là gắn thẳng vào trong màn hình chứ không phải là cảm biến áp suất lốp gắn ngoài. Thì khi mà cảm biến áp suất lốp gắn ngoài thì chúng ta sẽ dễ dàng bị rơi, bị rung vô lăng, vân vân. Đó là những cái yếu điểm của những chiếc cảm biến áp suất lốp bên ngoài. Về phần mặt gương, xe đã có những tính năng sấy gương. Sấy gương là một cái rất là hay tại thị trường Việt Nam mà Khanh luôn nhắc cả nhà mình trang bị, đi trời mưa không lo bị mờ gương. Gặp gương chỉnh điện rồi. Nhưng khi gia đình mình bấm lóc cửa lại, bấm lóc cửa ở đây hoặc là mình bấm trên remote thì bốn cánh kiến cửa này gia đình mình quên bấm chạy lên thì nó không chạy lên. Gương hậu này mình quên bấm xếp lại nó cũng không xếp lại. Bên Khanh sẽ tặng cho mình cái chức năng lên kính tự động và tự động gương hậu xếp lại.
thì gia đình mình sẽ không cần phải quá suy nghĩ là cái chiếc xe của mình đi ra ngoài phải bấm tắt máy rồi phải kéo cửa kiến lên trước. Như vậy nó sẽ mất thời gian của mình, thời gian đó các bạn tạo ra giá trị tiền bạc nhiều hơn. Khánh giới thiệu tiếp cho gia đình mình phần đuôi xe. Đây là cụm đèn LED rất là đẹp rồi, đúng không ạ? Xe có trang bị đầy đủ tính năng là cảm biến có đầy đủ cho mình, camera gear có luôn. Và camera gear của xe Hyundai Tucson sẽ xoay theo góc lái, gia đình mình đánh lái qua trái xoay qua trái, đánh lái qua phải xoay qua phải, giúp cho mình dễ dàng biết được là cái vô lăng của mình sau khi đánh lái rồi nó nằm ở vị trí nào. Ngoài ra đây là chiếc xe được trang bị là phần cốp điện. Đối với cái phiên bản 2.0 tiêu chuẩn thì cốp nó là cốp cơ. Thì khi mà cốp cơ, gia đình mình muốn nâng cấp cốp điện, bên Khanh sẽ tặng chương trình tặng cốp điện cho mình, giống như cái phiên bản turbo, phiên bản dầu, phiên bản đặc biệt, để cho mình có thể trong quá trình sử dụng xe thoải mái hơn rất là nhiều. Và kết hợp với tính năng mở cốp 3 giây của chiếc Hyundai Tucson đặc biệt dầu và phiên bản turbo, thì khi các bạn cầm chiếc chìa khóa ở phía sau, 3 giây tự động cốp xe sẽ mở lên, đóng xuống, giúp cho mình đi siêu thị không cần phải quá suy nghĩ chiếc chìa khóa mình nằm ở đâu. Đối với hàng ghế sau của chiếc Hyundai Tucson, nó là một không gian rộng và đầy đủ tiện nghi. Tiện nghi đầu tiên Khanh muốn giới thiệu với cả nhà đó là cửa gió hàng ghế sau, sẽ giúp cho mình đi ở điều kiện miền Nam thoải mái hơn rất là nhiều, và các anh chị sẽ rất là thích cái cửa gió hàng ghế sau. Ngoài ra một tiện ích nhỏ sẽ giúp cho mình trong quá trình sử dụng, thường là cái điện thoại smartphone nó sẽ rất là nhanh hết pin, thì bên Khanh Hyundai nó đã trang bị cho mình là cái chiếc USB sạc chuẩn USB luôn. Đây là chiếc sạc, đây là cổng USB để cho mình sạc những cái thiết bị điện thoại smartphone nha. Đối với Hyundai Tucson, cái vị trí ngồi nó là một cái điểm mạnh, dùng từ là điểm mạnh luôn, bởi vì cái hàng ghế sau này nó sẽ ngã được sâu nhất trong phân khúc. Bây giờ Khanh sẽ ngã cho mình xem nha. Rồi đây các bạn thấy không ạ, ngồi nằm ngã ngửa luôn nè. Đây, cái phần ghế của Khanh ngã rất là sâu. Và khi các bạn đi những chuyến đi dài sẽ thoải mái hơn cho người ngồi hàng ghế sau. Đây là một cái tay tựa, thì Khanh nghĩ đây là cũng là một tiện ích. Nhưng mà các hãng xe khác thì nó vẫn làm y chang như vậy, không có gì đặc biệt hết. Đặc biệt của Hyundai Tucson đó là hàng ghế sau ngã được sâu nhất trong phân khúc. Về nội thất của hàng ghế trước, nó là một điểm mạnh nữa, đó là chiếc ghế điện cho ghế phụ. Đây, ghế điện cho ghế phụ nha. Rồi đối với ghế điện cho ghế phụ thì gia đình mình sẽ chủ động điều chỉnh cái ghế, nó sẽ mượt mà hơn và người dùng sẽ thoải mái hơn trong những chuyến đi dài, cũng giống như là ngồi cái ghế nó sẽ thích hơn rất là nhiều. Đối với ghế tài xế cũng là ghế chỉnh điện luôn ạ. Ghế phụ là ghế chỉnh điện thì ghế tài xế chắc chắn chỉnh điện. Rồi ghế tài xế thì sẽ có thêm chức năng là phòng lưng ghế. Rồi phòng lưng ghế sẽ giúp cho người tài xế đỡ mỏi lưng hơn. Rồi nội thất của mình là hai màu kem và đen. Đây là phần tay nắm cửa có các chức năng là lên xuống kính rồi tự động gập gương. Đó, đây là những cái tính năng rất là cơ bản. Về hệ thống an toàn, cái chiếc xe của mình có đầy đủ những chức năng là khởi hành nhanh, dốc, cân bằng điện tử, phân phối lực phanh điện tử, giúp cho mình lái xe an toàn hơn và dễ dàng thao tác hơn. Giới thiệu với cả nhà, đây là cái phần nội thất của chiếc Hyundai Tucson. Thì nội thất Hyundai Tucson Khanh đã giới thiệu cho gia đình mình rất là nhiều chi tiết rồi, rất là nhiều video rồi. Thì bây giờ Khanh xin phép chia sẻ lại thôi và chia sẻ với gia đình mình những cái được khi mua xe tại chỗ Khanh. Đầu tiên là cái phần vô lăng. Đây là cụm vô lăng của chiếc Hyundai Tucson. Thì như gia đình mình đã biết là cụm bên trái là cụm phím âm thanh, cụm bên phải là ga tự động Cruise Control. Đối với các anh chị mua xe tại chỗ Khanh sẽ được tặng lẫy số vô lăng nếu gia đình mình thích về lẫy số vô lăng. Chiếc xe của mình đã có tính năng là đèn tự động. Đèn tự động gia đình mình chỉ cần để auto, đi vào tối tự động bật ra, sáng tự động tắt. Và trong màn hình này nó cũng hiển thị rất là trực quan. Đây, gia đình mình có thể nhìn vào đây là biết auto hay là chế độ cơ, để cho mình điều chỉnh cái xe nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Các xe khác thì nó sẽ không có tính năng này. Về cụm đồng hồ và chế độ lái thì xe mình sẽ có rất là nhiều chế độ lái: Eco, Sport, Comfort, 3 chế độ lái để giúp cho mình tùy biến, tùy hứng theo từng cung đường khác nhau. Về cụm đồng hồ trung tâm, đó là một sự khác biệt khi mua xe tại chỗ Khanh. Gia đình mình sẽ có những tính năng rất là hữu ích. Khanh ví dụ, đây,
Android Auto và Apple CarPlay. Thì Android Auto và Apple CarPlay như đơn thuần các bạn chỉ sử dụng là nghe nhạc thôi, còn bên Khanh sẽ xem được YouTube khi chạy. Đó là những cái lợi thế giúp cho mình dễ dàng sử dụng một chiếc xe hơn khi muốn tận dụng cái chiếc màn hình gốc của xe, gọi là không phải muốn bỏ tiền ra. Còn đối với anh chị thích về những cái trải nghiệm, những cái gọi là nhiều công nghệ hơn, thì bên Khanh sẽ tặng cho mình cái màn hình Android. Thì đối với màn hình Android, gia đình mình sẽ có camera 360 độ, gia đình mình sẽ có ghi hình bằng camera 360 độ. Nó sẽ mang lại nhiều cái tác dụng hơn rất là nhiều so với màn hình gốc. Thì thay vì gia đình mình chọn màn hình Android, gia đình mình không thích, thì chức năng màn hình Android đó bên Khanh sẽ quy đổi ra giá để cho gia đình mình giảm giá trị khi mua xe, đỡ phải đầu tư nhiều hơn. Còn bên Khanh nếu mà sử dụng màn hình zin thì gia đình mình sẽ có những tính năng này. Rồi đối với bản đồ Google Maps thì Khanh đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Gia đình mình có thể ra lệnh bằng giọng nói khi chạy: OK Google, dẫn đường đến Bến Lức. Đang điều hướng đến TT Bến Lức. Khi gia đình mình lái một chiếc ô tô thì cái việc đang lái mà ra lệnh bằng giọng nói sẽ giúp cho gia đình mình lái xe an toàn hơn rất là nhiều so với những cái thiết bị khác. Ngoài ra, đối với bản đồ Google Maps, gia đình mình đi còn biết được đường kẹt xe hay không kẹt xe bằng các hiển thị màu sắc. Đối với cái bản đồ này, gia đình mình nhìn thấy màu xanh, đó là đường không kẹt, thì gia đình mình sẽ chủ động hơn các cung đường. Còn nếu mà nó màu cam hoặc là màu đỏ thì gia đình mình nên tránh những chuyến những cung đường khác để mình chủ động hơn trong cái việc thời gian di chuyển. Đối với bản đồ Google Maps, nếu gia đình mình đi trong thành phố Hồ Chí Minh thì việc dẫn đường vào những cung đường cấm, đó là sự tuyệt vời. Google Maps không bao giờ dẫn đường vào các đường cấm quẹo cũng như cấm ô tô, cấm theo giờ. Mình sẽ chủ động và không bao giờ bị phạt vi phạm luật giao thông. Ngoài ra, đối với gia đình mình có kết nối Android Auto và Apple CarPlay thì mình có thể làm nhiều điều hơn những cái Khanh chia sẻ. Mình hãy từ từ khám phá khi mua chiếc xe về nha. Đối với hệ thống điều hòa, xe mình được trang bị là hệ thống điều hòa tự động và nó là hai vùng độc lập. Đây, mỗi bên mỗi nhiệt độ khác nhau, gia đình mình có thể chủ động hơn. Ngoài ra nó còn có chế độ sấy và chế độ sưởi, bởi vì đây là cái thiết bị điều hòa chứ không phải là cái xe của mình chỉ có một chiều lạnh đâu. Những cái tiện ích khác, Khanh ví dụ giống như cổng USB để cho mình có thể sạc và kết nối Android Auto, Apple CarPlay, một chiếc sạc không dây để cho mình tiện dụng hơn trong quá trình sử dụng xe. Hộp số của chiếc Hyundai Tucson phiên bản đặc biệt, phiên bản 2.0, rồi phiên bản Turbo, thì nó sẽ có những cái công nghệ khác nhau. Khanh ví dụ giống như máy dầu nó là hộp số 8 cấp, máy xăng Turbo nó là hộp số 7 cấp, máy xăng 2.0, máy xăng 2.0 tiêu chuẩn nó là hộp số tự động 6 cấp, sẽ giúp cho mình tùy hứng theo từng cung đường và nó sẽ có nhiều cái cảm giác lái khác nhau. Các tiện ích khác, Khanh ví dụ với mình là phanh tay điện tử Auto Hold, rồi Drive Mode, chế độ hỗ trợ xuống dốc, sẽ giúp cho người lái hoàn toàn tự tin khi đi những chuyến đi dài cũng giống như đi đường đèo. Sau khi tham khảo xong chiếc xe, quý anh chị nếu có nhu cầu mua trả góp, bên Khanh gửi cho mình chương trình trả góp 8 năm cố định, lãi suất 7.5% một năm. Đó là những cái gợi ý của bên Khanh. Ngoài ra, nếu anh chị muốn thích về chương trình trả góp 0%, chiếc Tucson này vẫn có chương trình trả góp 0% dành cho quý khách hàng. Hãy nhanh tay gọi ngay cho số hotline bên Khanh 0788 555 444. Bên Khanh sẽ tư vấn và giải đáp thêm theo từng nhu cầu của khách hàng. Mong rằng video của Khanh chia sẻ sẽ mang đến cho mình sự lựa chọn cũng giống như những cái suy nghĩ về cái chiếc Hyundai Tucson này, và mình có thể chọn cái chiếc xe phù hợp hơn, bởi vì xu hướng SUV là một xu hướng đi trong đô thị sắp tới. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi kênh của Khanh. Đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất. Bye bye!